Cả nhà thân yêu. Dạ em xin kính chào quý bà con cô chú bác nha. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu xem video clip ủng hộ em nha. Dạ cả nhà xem video clip á, nếu mà cảm thấy hay thì xin cho em một like, một lượt đăng ký để ủng hộ cái tinh thần cho em, để cho em có cái động lực ra nhiều cái video kế tiếp nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thì bây giờ nói chung là em đang chuẩn bị đi ra ngoài để mua đồ. Hôm nay là sinh nhật của em nè cả nhà. Thì em đang chuẩn bị đi siêu thị để mua cái gì về tổ chức sinh nhật cho mình. Nói chung là sinh nhật của chồng thì mình cũng tổ chức cho chồng, cho con là mình làm hết. Sinh nhật của mình thì mình cũng tự làm cho mình luôn. Thậm chí là đi mua gì ta? Mua quà tự tặng cho mình luôn nha cả nhà. Nói thiệt, mua quà tự tặng cho mình luôn. Chứ bây giờ là chồng con thì chồng em bận lắm cả nhà ơi. Với lại ổng không có biết ngày gì. Với một phần đó ổng không có lãng mạn đâu. Ổng lãng xẹt à. Nói thiệt ổng lãng xẹt. Nên ra thì mình thích cái gì thì mình cứ mua đồ mình tặng cho mình. Dạ thôi bây giờ thì em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Bây giờ em xin mời cả nhà hãy cùng em đi mua đồ về tổ chức sinh nhật cho mình nha cả nhà. Thì hôm nay em đi mua cái gì thì em sẽ mời cả nhà cùng em đi một chuyến luôn nha. Dạ thôi bây giờ chúng ta hãy đi thế nào, let's go.
bữa nay em đi chợ á, cái giờ này là chiều, ngay cả nhà đâm ra thì giờ này học sinh á là nó sẽ tan trường. Nói chung á, thường em đi chợ ít có khi nào mà em đi cái giờ này lắm, tại vì nó trễ quá. Nhưng mà tại vì sáng giờ lão cha em ở nhà đó, rồi mình cũng lười đi chợ nữa, đâm ra giờ này mới đi. Lây quay gì chứ thấy tới chiều rồi cả nhà ơi. Sáng ăn, lo ăn sáng xong rồi chưa kịp rửa cái chén buổi sáng nữa là tới trưa, bắt đầu lo tới buổi trưa rồi. Thấy gì chứ một ngày nó trôi đi rất là nhanh. Lây quay chưa có làm gì hết là hết một ngày. Lây quay chưa có gì hết trơn, thấy hết năm. Một năm trời chưa có làm gì hết là thấy thêm một tuổi đó. Hôm nay là em thêm một tuổi nè cả nhà. Thì thường á, mấy cái ngày mà sinh nhật như thế này á, thì mình tự mình tổ chức cho mình không à. Tự tổ chức cho mình, tự làm cho mình. Rồi ngày sinh nhật nói chung là chồng con không ai nhớ hết trơn á. Nhiều khi em thông báo trước vậy mà còn không nhớ nữa. Thì đâu có nhớ đâu, cuối cùng em phải thông báo hôm qua. Em nói hôm nay sinh nhật tôi này nghe. Nhưng mà thường á, sinh nhật mà ngày thường như vậy á là ai cũng bận rộn hết á. Trừ khi mấy cái ngày mà chủ nhật á thì còn có thời gian mà gia đình họp chung với nhau ha. Chứ mà mấy ngày như thường vậy nè, một đứa thì đi làm, còn lại mấy đứa thì lo học, chồng cũng đi làm. Thường thường mấy ngày thường vậy là em ăn một mình, tổ chức sinh nhật một mình, tự ăn bánh kem một mình, tự làm một mình luôn. Dạ thôi, bây giờ là tới siêu thị rồi cả nhà ơi. Bây giờ em xin tắt máy nha, để vô siêu thị nó quay cái là la em nữa. Vô siêu thị quay là bị la nữa, cho nên là em sẽ tắt máy nha cả nhà. Thì hôm nay một chút nữa em sẽ về, em sẽ cho mọi người biết là em tổ chức sinh nhật như thế nào nha. Dạ đây cả nhà ơi, em đã mua cái bánh kem về rồi nè. Cả nhà thấy cái bánh kem rất là đơn giản không? Không có trang trí gì gọi là màu mè hết trơn nha cả nhà. Rất là đơn giản luôn mà nó nhỏ nữa. Bánh kem nhỏ chứ không phải là bánh kem lớn nha. Này, bánh kem nhỏ. Thì cái bánh này không á là 27.000. 27.000 tính ra tiền Việt Nam của mình là 340.000 nha cả nhà. Nói chung á thì mua cái loại nhỏ thôi cả nhà ơi. Mình mua cái loại mà to đó mình về mình ăn nhiều thì mình mập thêm chứ làm gì, đúng không cả nhà? Cho nên là mua cái nhỏ thôi. Và kế tiếp thì đây chành cái tâm. Đây là thịt bò nha cả nhà. Thì thường á là em mua thịt bò rồi thì em mua hai loại. Một cái loại này với lại một cái loại kia, thì cái loại kia nó sẽ mắc tiền hơn cái này nha cả nhà. Có một tay à, tháo không có được. Đây. Cái loại kia sẽ mắc tiền hơn, nhưng mà hôm nay cái loại kia là ở tiệm nó sẽ hết rồi, nó không còn nữa. Đâm ra em chỉ mua được cái loại này thôi. Thế nào về lão gia em cũng nói là em hả tiếc tiền, đâm ra chỉ mua cái loại này. Không, thật sự là hôm nay là thịt bò cái loại kia là nó hết thiệt, chứ không phải là em tiếc tiền. Bình thường là em mua hai loại, một cái này với lại thêm một cái kia nữa, để cho nó bớt tiền ra một chút xíu á. Chứ mình mua cái loại kia thì nó mắc tiền quá. Giống như cái kia là nó cao cấp hơn. Cái loại mà Canbisan á, cái loại kia không biết tiếng Việt kêu bằng cái gì ha. Còn cái này gọi là tưng sim nha cả nhà. Thì em mua nhiêu đây nè? Bao nhiêu đây là 154.000. 154.000 là tính ra là hơn 3 triệu tiền Việt Nam của mình nha cả nhà. We'll be right back.
đây, thịt bò em đã nướng xong rồi cả nhà, khói nó lên nha. Ồ, cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Và cái bàn ăn của em hôm nay, hành trộn, rau salad, bàn ăn rất là đơn giản nha cả nhà. Đây lão gia em đang cầm đèn cài cho em nè. bánh chắc hè, giờ bộ cuốn nữa bánh chắc hè. Dạ, mình mang ra sinh nhật chúc mừng đi ta. À, xin lang em 한마디 하겠습니다. 행복하고 앞으로 더 행복했으면 좋겠습니다. 그리고 말도 잘 듣고. 예. 그리고 기억이 안 나는데 건강하고, 항상 고맙고, 감사하고. 그럼 지금부터 생일 노래를 부르겠습니다. 시작. 축하합니다. Dạ, sau một hồi hát bài chúc mừng sinh nhật thì vợ chồng em sẽ cùng ăn cơm và tám với nhau nha cả nhà. À, thì nói chung á, ở bên Hàn Quốc này á, sinh nhật cũng rất là đơn giản cả nhà ơi. Nói chung chỉ cần một cái bánh kem và một tô canh rong biển thôi là cũng ok rồi nha cả nhà. Nói chung là không có cầu kỳ, không có mời bạn bè và không có làm mà nói chung nhiều món ăn ngon. Với lại thời buổi bây giờ á, thì nó giống như là nó hiện đại rồi, nó làm những cái gì mà nhanh gọn lẹ, nó đơn giản. Còn nếu mà mời bạn bè hay này kia nọ nữa thì sẽ là ra ngoài quán thôi, chứ bây giờ vừa nấu ăn vừa dẹp dọn cũng mệt lắm cả nhà ơi. Cũng mệt lắm, với lại dạo này em cũng rất là bận rộn, không có thời gian. Thì các con của em hôm nay là ba đứa nó không có nhà nghe cả nhà, hai đứa thì đi học và một đứa thì đi làm, về rất là trễ luôn. Thì có hai vợ chồng em ăn và chúc mừng với nhau thôi. Dạ thì hôm nay cái clip làm sinh nhật của em đến đây thì cũng dài lắm rồi, và em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu xem video clip ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Mọi người xem video clip có những ý kiến gì, đóng góp gì thì xin hãy để lại bình luận bên dưới cho em, để cho em nói chung là biết để mà chỉnh sửa cho cái clip em nó càng ngày nó sẽ càng hay hơn và càng hoàn chỉnh hơn nha cả nhà. Dạ thôi, một lần nữa thì em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu xem video clip ủng hộ em nha. Và em cũng xin kính chúc cả nhà luôn luôn lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn, sức khỏe dồi dào, thân tâm thì luôn an lạc nha cả nhà. Và đặc biệt một cái nữa là gia đình, người người nhà nhà lúc nào cũng có cơm no áo ấm và luôn tràn đầy hạnh phúc nha. Dạ thôi, em xin kính chào tạm biệt cả nhà và em xin hẹn cả nhà vào video clip sau nha. Dạ thôi, em xin kính chào tạm biệt. Bye bye.